Cuộc sống này vốn dĩ đầy rẫy những khó khăn, không có gì là hoàn hảo, không có gì là công bằng. Vậy nên có lẽ bản thân mình cũng đừng nên cố gắng làm gì nữa. Chỉ có cố gắng đến mấy mình cũng không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Trời ơi, lâu lâu mới được ngày cá tháng tư nói dối mà, làm gì căng dữ vậy? Lần sau mà mày nói dối bản thân kiểu đó nữa, tao đâm lồi phèo mày.